Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume Nước Hoa Vita. Hôm nay tụi mình sẽ bắt đầu một cái video về nước hoa, mùi hoa hồng dành cho nữ mà mình rất là yêu thích và đặc biệt đánh giá cao. Nước hoa thì hẳn là phải có hoa rồi đúng không? Hoa hồng có thể nói là một cái loại hoa đặc biệt quan trọng trong thế giới mùi hương. Đây có thể nói là loại hoa mà thông dụng và phổ biến nhất khi mà sử dụng để làm nước hoa. Và đây là một cái nguyên liệu mà được phổ biến từ cái thời cổ đại cho đến hiện tại trong cái công nghiệp điều chế nước hoa. Nước hoa hồng, nước hoa mùi hoa hồng á, có rất là nhiều cái trạng thái. Thì hiện giờ thì có thể nói là hoa hồng là một cái loại hoa mà bị lạm dụng trong thế giới mùi hương nhất. Họ thi nhau, họ mix những cái combo khác chung với lại hoa hồng để làm cho cái mùi hương nó trở nên đa dạng, đặc biệt và nó không có trộn lẫn với đám đông. Thì mình sẽ bắt gặp trong cái thế giới mùi hương chủ đạo hoa hồng rất là nhiều cái combo, ví dụ như là hoa hồng kết hợp với lại rượu vang, hoa hồng kết hợp với lại trầm hương, combo rose và oud rất là nổi tiếng, rồi hoa hồng kết hợp với chocolate sô cô la đó, thì mình có thể bắt gặp chai Tom Ford Noi Đồ Noi đúng không, rồi hoa hồng với lại cà phê như chai Intense Cafe của Montel chẳng hạn. Thì rất là nhiều cái nỗ lực để họ làm mới, làm đa dạng, làm hấp dẫn cái mùi hoa hồng. Tuy nhiên trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn 5 chai nước hoa mùi hoa hồng mà đưa cho mình cái cảm giác rằng là đây là một mùi hồng nguyên thủy, ngửi rất là thuần khiết, rất là đáng yêu, rất là nữ tính. Và theo mình thì đây là cái mùi hương tuyệt vời nhất của hoa hồng. Trong cái phân khúc nước hoa nick thôi ha. Vì trong cái phân khúc nước hoa designer mình khó bắt gặp những cái mùi hoa hồng chân thật. Họ thường làm hoa hồng cái kiểu ngọt ngào, dễ dãi và nó hơi thường một chút. Do vậy nên là mình sẽ chọn những cái đại diện đến từ phân khúc nước hoa nick. Và mình đánh giá đây là những cái chai nước hoa mùi hoa hồng rất là thuần khiết, rất là dễ sử dụng, vừa đơn giản nhưng không nhàm chán tí nào hết. Và đây chính là đỉnh cao của sự tinh tế. Nếu mà bạn yêu thích hoa hồng và đặc biệt thường xuyên sử dụng hoa hồng thì mình hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp cho mọi người có thể chọn được một cái mùi hương hoa hồng đặc biệt, không đụng hàng và làm signature scent của mình cũng rất là ok ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại cái chai nước hoa mùi hoa hồng đầu tiên nha. Chai nước hoa mùi hoa hồng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn có thể nói là chai nước hoa rất là nổi tiếng và đưa mọi người vào thế giới nước hoa nick chứ không chỉ riêng mình đâu. Đó chính là chai La Fille de Berlin của nhà nick Jack Lutin. Đây, trên tay mình là chai La Fille de Berlin. Thì mình hay gọi cái chai La Fille de Berlin này là Chanel No. 5 của thế giới nick. Bởi vì trong thế giới designer Chanel No. 5 nổi tiếng như thế nào thì trong thế giới mùi hương nick La Fille de Berlin nổi tiếng giống như vậy. Ít người chơi nước hoa nick mà không biết đến Jack Lutin với lại những cái chai nước hoa rất là màu sắc của họ. Đây là những cái chai nước hoa mà mình đã từng sưu tập một cái line khoảng 30 chai nước hoa các loại của nhà Jack Lutin. Mình rất là đam mê cái nhà nick này. Tuy nhiên hiện giờ thì mình chỉ còn sở hữu những cái chai nước hoa mà mình thích nhất từ Jack Lutin mà thôi. Thì đây trên tay mình nè là cái package rất là cũ và rất là cổ điển của Jack Lutin rồi. Bây giờ họ đã đổi cái cover thành cái chai nước hoa như thế này. Thì cái việc mà đổi cover nó đi kèm với cả cái nước hoa nó đã bị reform, tức là reformulation, thay đổi cái công thức của nó rồi. Do vậy như là cái chai nước hoa phiên bản mới này nè, nó sẽ khác một chút với lại những cái chai nước hoa phiên bản cũ. Tới bây giờ thì mình đã có không biết bao nhiêu là những cái chai nước hoa mùi hoa hồng. Nhưng mà La Fille de Berlin vẫn là một trong những cái chai nước hoa chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong sở thích về mùi hương nước hoa của mình, đặc biệt là mùi hồng. Khi mà cái chai nước hoa nó bị thay đổi công thức và thay đổi cover từ cái chỗ này sang cái này thì khiến cho là những người hâm mộ Jack Lutin trên thế giới rất là buồn và rất là bất bình. Tuy nhiên nó giống như là cái dòng chảy của cuộc sống, đây là điều không thể chống lại ha. Và thay vì cứ đi tìm mãi những cái phiên bản cũ đã ngừng sản xuất và đã không còn nữa thì bạn hoàn toàn có thể chấp nhận cái mới. Cái mới ở đây là cái mùi hoa hồng trong cái phiên bản mới này nè, nó dễ tiếp cận với đám đông hơn và nó mới đúng là một cái chai nước hoa
đưa người ta vào thế giới nước hoa nít. Bởi vì ở cái phiên bản cũ này thì cái mùi hoa hồng nó sẽ làm với rất là nhiều metallic, khiến cho là cái mùi hoa hồng đó nó sắc và nó lạnh, nó giống như là một bông hoa hồng mới nở vào ban sớm vậy. Bạn vừa ngửi thấy mùi hoa rất là tươi mà vừa cảm thấy được cái lạnh lẽo của bầu trời ban sớm nữa. Đây là một mùi hoa hồng rất là lãng mạn. Tuy nhiên ở cái phiên bản mới thì mùi hoa hồng ngửi nó dễ dùng hơn và nó bớt đi cái phần hạt co. Tuy nhiên nó vẫn giữ nguyên được cái độ thuần khiết của một bông hoa hồng. Thành ra nếu mà bạn chưa biết về những cái mùi hương cũ thì mình hãy cứ vui vẻ với những cái chai nước hoa mới ha. Đây là một cái mùi hoa hồng rất là sống động, rất là mạnh mẽ, cá tính và rất là nít nha. Không có dễ bắt gặp ở đâu hết, nhưng mà cũng không kén mũi nếu mà bạn là một người yêu thích nước hoa, mùi hoa hồng. Khuyết điểm duy nhất của cái chai nước hoa này là cái phần chuốt của nó rất là đậm. Do vậy nên là nếu mà bạn sử dụng cho môi trường formal, công sở hoặc là mình mặc đồ trắng á, thì mình hạn chế xịt lên trên áo nha. Nó sẽ bị ố và mình sẽ xịt lên những cái phụ kiện đi kèm với mình. Ví dụ như mình xịt trực tiếp lên da, hoặc là mình xịt lên khăn quàng cổ, hoặc là mình xịt lên tóc ở phần xa xa một tí, thì cái mùi hương này nó sẽ hoàn hảo hơn. Đây là một mùi hoa hồng đầu tiên và là mùi hoa hồng thứ nhất mà bạn nên sở hữu nếu mà yêu thích nước hoa mùi hồng nha. Tiếp tục với cái series nước hoa mùi hồng thì cái chai nước hoa thứ hai mình giới thiệu đến với các bạn đó chính là chai Alaro từ nhà nét Pháp Maison Francis Couturier, thì mình hay gọi tắt là MFK đó. Alaro là một cái chai nước hoa mà mình đã dành một cái video rất là dài để mình nói về em nó rồi. Mọi người nếu mà tìm hiểu chi tiết hơn về chai Alaro này thì mọi người có thể tìm kiếm trên cái kênh của mình về cái chai Alaro này ha. Mình sẽ giới thiệu lại một chút nữa. Thì cái chai Alaro này tức là một cành hồng đúng không? Alaro là một cành hồng. Ban đầu cái chai Alaro này nó được phát hành cho thị trường Nhật thôi. Bởi vì Francis thấy rằng là cái mùi hương của chai Alaro này nó rất là phù hợp, nó rất là mix với lại cá tính của người phụ nữ Nhật, rất là tinh tế, rất là giản dị nó nữ tính, rất là điển hình á. Đây là một trong những cái chai nước hoa mùi hoa hồng mà mình phải mua đến cái chai 200ml để mình xài cho nó đã. Bởi vì nếu mà chọn một cái mùi hồng dễ dùng ha, dễ gây cảm tình và không kém phần nữ tính thì hãy chọn chai Alaro này nha. Xịt một chút cho nó đã coi. Wow. Một cái pump xịt từ cái chai này nó ra rất là nhiều. Và trên tay mình là cái chai 200ml rồi, nó rất là nhiều. Do vậy nên là một lần mình xịt thì mình có thể xịt tung tóe từ trên xuống dưới ha, 8-10 shot gì đó để cho mùi hương nó long lasting cả ngày. Tuy nhiên ở đây là mình làm một cái video mà mình review rất là nhiều cái mùi hồng. Do vậy mình sẽ xịt mỗi bên một ít để mình còn trải nghiệm được cái mùi hương của nó một cách chân thật. Thì Alaro này là một cái mùi hương ngửi nó rất là tươi tắn, nó rất là trẻ trung. Và mình cho rằng là những bạn nữ bắt đầu từ khoảng từ 20, 22, 25 là những cái độ tuổi mà sử dụng cái chai Alaro này đẹp nhất. Mùi hồng nó ngửi nó không có bốc đồng, nó không có sang trọng cổ điển cái kiểu già, mà nó là một cái mùi hồng rất là non trẻ ha, nó rất là vừa vặn và nó rất là thanh lịch. Bạn có biết cái hoa hồng mà hoa hồng Rose de Mai không? Hoa hồng màu hồng nhạt nhạt mà rất là nhiều cánh á, thì cái bông hoa hồng nó rất là mảnh mai, nó rất là dễ thương và nó rất là đẹp một cái cách nó thuần khiết á. Thì mình nghĩ rằng là những ai mà đang tìm kiếm một cái mùi hồng trẻ nè, thanh lịch nè và vừa vặn với mình thì mình nghĩ rằng cái chai Alaro này nó rất là phù hợp. Có thể gọi nó là mùi hồng Pháp ha, tại vì nó đặc trưng cho cái kiểu lãng mạn, nhẹ nhàng, thanh lịch và tươi trẻ. Do cái chai Alaro này nó được hâm mộ trên khắp thế giới, do vậy nên là hiện giờ thì MFK đã phổ biến cái phiên bản này ra tất cả mọi quốc gia rồi, chứ không chỉ riêng gì mua được ở Nhật nữa ha. Hiện giờ thì ai cũng có thể sở hữu và trải nghiệm cái mùi hoa hồng rất là thanh lịch và rất là đáng yêu này đến từ MFK. MFK Alaro.